Có lẽ không có niềm hạnh phúc nào bằng với những người làm cha làm mẹ. Khi sinh con ra, được nghe thấy tiếng con cười đùa, nhìn thấy con lớn khôn khỏe mạnh mỗi ngày. Nhưng với nhiều gia đình, điều đó lại chẳng hề giản đơn, khi hàng ngày phải tận mắt chứng kiến con mình đối diện với những cơn đau vì không may có một trái tim lỗi nhịp. Đó chính là nỗi lòng của vợ chồng chị Võ Thị Tuyết Mai và anh Nguyễn Văn Vũ, ngụ ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, khi chị có dịp được kể về hoàn cảnh gia đình mình với chương trình Trái Tim Nhân Ái. Vào năm 2012, cả gia đình mừng vui chào đón đứa con thứ hai chào đời, cháu Nguyễn Kiều Duyên. Chưa được bao lâu thì phát hiện cháu bị tim bẩm sinh, tứ chứng pha lô, một căn bệnh nguy hiểm mà chỉ có ca phẫu thuật với hơn 65 triệu mới có thể chữa lành. Nhìn tay chân Duyên ngày một tím tái, cơ thể chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác, lòng chị Mai không khỏi xót xa. Dành dụm chắc chiêu được bao nhiêu tiền, làm vợ chồng chị lại tranh thủ ngược xuôi đưa con đi chữa trị từ bệnh viện Trà Vinh đến nhiều bệnh viện khác của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những viên thuốc đắng chỉ ngăn chặn được biến chứng của căn bệnh, chứ đâu thể chữa lành cho cháu quả tim đau. Hơn 3 tuổi đầu, nhưng cháu chỉ bập bẹ được 2 tiếng mẹ, cha. Lòng người mẹ không khỏi xót xa. Nhưng làm sao chị có thể lo cho con có được ca phẫu thuật tim khi hoàn cảnh gia đình hiện tại quá khó khăn? Nguồn thu nhập chính của gia đình giờ chủ yếu trông chờ vào công việc giữ vịt chạy đồng của anh Vũ. Gắn bó với công việc này đã hơn 6 năm nay. Trước đây anh Vũ vẫn mong cố gắng làm lụng từng ngày để có thể trả được số nợ hơn 15 triệu đồng mà gia đình đã vay và gom góp cho cháu Hải Đăng được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng hiện giờ, tất cả niềm mong mỏi ấy đều phải nhường lại cho khao khát lớn hơn, đó là chạy chữa bệnh tình cho Kiều Duyên sớm được khỏe mạnh. Bởi sự sống của đứa con gái nhỏ đang ngày một yếu ớt, còn thời hạn phẫu thuật thì đã cận kề. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi luôn muốn được đến gần hơn với những hoàn cảnh còn gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, lại chẳng may đeo mang bệnh tật hiểm nghèo. Càng đặc biệt hơn nữa khi bệnh nhân lại là những em bé đang mang trong người những quả tim không được khỏe mạnh như bao người. Ngày hôm nay, chương trình đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh và xin mời quý vị cùng với chương trình tìm đến để sẻ chia với một hoàn cảnh rất là đáng thương. Đó là hoàn cảnh của cháu Nguyễn Kiều Duyên, quê tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hiện tại thì cháu Duyên đã nhập viện được một ngày sau khi được các bác sĩ chuẩn đoán bị hội chứng pha lô và cần phải có được một ca phẫu thuật để giúp cháu có lại được một quả tim với nhịp đập bình thường khỏe mạnh. Tôi chào con. Chị ơi, rồi cháu mấy bữa nay là được nhập viện thì mình đã làm được gì cho cháu rồi chị? Sáng giờ chị đi nhổ răng cho cháu á. Là những cái răng mà bị sâu hả chị? Dạ. Là phải nhổ hết? Nhổ răng. Dạ. Rồi anh ở đâu rồi chị, em không thấy? Anh thì ảnh đi ra ngoài làm hồ sơ cho cháu. Dạ, vậy là cũng chuẩn bị là để cho cháu bước vào ca mổ đúng không chị? Dạ. Dạ. Chị ơi, như mấy bữa nay chị thấy là tình hình sức khỏe của cháu như thế nào hả chị? Mà chị cũng săn sóc cho nó ăn uống đầy đủ á, cho nó có sức khỏe nặng, cho nó mổ. Như em thấy nè, tay chân của cháu là bị tím mà vừa ở cái móng tay mà vừa trong lòng bàn tay luôn hả chị? Như chân cũng vậy luôn á. Hồi đẻ ra tới giờ vậy luôn. Dạ, như bệnh của cháu thì mình phát hiện ra từ khi nào hả chị? Mới sanh ra 4 tháng thì nó khóc. Dạ. Cái ngoại nội kêu ủa sao mà nhỏ thấy kỳ quá, kêu đi khám. Chị mới ẩm đi cho ôm khám, rồi bác sĩ cho ôm cháu bị tim. Dạ. Kêu đi Cần Thơ, đi Cần Thơ lên đo cũng vậy luôn. Cái Cần Thơ kêu thôi đi thành phố đi, lên Nhi đồng 1 đi. Rồi đi suốt năm mấy trời đi hết khả năng.
Vậy là mình cũng cố gắng cho cháu đi bệnh viện đều đặn trong vòng được một năm. Rồi sau đó mình không có điều kiện nên là mình ngưng cho tới bây giờ luôn. Thì lúc mà cái một năm đó là chị đưa cháu đi bệnh viện đều đặn như vậy là để khám lại hay là bác sĩ có điều trị gì tích cực cho cháu không chị? Bác sĩ nói mà để theo dõi coi được thì bác sĩ mổ luôn. Theo dõi hoài một tháng đi hai lần đi khả năng đi hết nổi luôn rồi. Hỏi tiền tháng nó thôi giờ. Giờ không biết sao nói giờ đâu hỏi biết đâu ai cho nữa. Dạ. Thiếu nợ người ta không cho cái thôi vậy thôi bỏ nó thôi kệ. Người ta nói nó hẹp thì chắc ngạn lớn nên nó vượt được. Khi mà để cháu ở nhà không có đi bệnh viện đều đặn như trước nữa thì chị thấy là cái sức khỏe của cháu như thế nào? Như có khi nó lên cơn thì nó mệt cái chị nằm ẩm nó nằm bắt cái quạt nằm trên mình vậy nè. Rồi quạt hồi thì nó tỉnh vậy nó chơi. Đi chơi đã thì mệt thì ngã nằm nữa vậy đó. Như bữa nay nè em thấy cháu đã lớn được như vậy rồi mà khi mà nghe về cái bệnh tình của cháu thì em cũng thấy xót quá. Mà mình là mẹ lúc đó thấy con mình còn nhỏ quá chừng mà đã sớm bị bệnh rồi sức khỏe không có tốt như vậy á, những cái lúc đó thì cái tâm trạng của mình như thế nào hả chị? Chị ở nhà cũng khóc cũng hết nước mắt với cháu thì nằm suy nghĩ không biết là ảnh về kịp không, như nhỏ có gì á không biết sao về kịp nhưng xa quá vậy đó. Rồi cho hai bác tử thì về trong ngày mới về tới 4 giờ chiều mới về. Ở nhà cũng gắng bếp bụng ôm nó lo cho nó chứ chị không biết làm gì nữa. Em biết là bây giờ để lo cho gia đình thì anh buộc lòng là phải đi xa để làm ăn để mà có tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình mình. Thì nếu như mà cháu không có vấn đề gì về sức khỏe thì bao lâu rồi ảnh về được một lần hả chị? Như ảnh đi tới 3 tháng mới về một lần. Như xa quá đi về tốn tiền nữa. Ở nhà thì ăn đi mượn người ta đâu á. Mượn người ta đi lâu lâu 3 tháng thì ảnh về một lần trả cho người ta ở nhà ăn gạo với lo cho không. Cha lớn đi học á, nó cho nhỏ này ăn uống. Đâu có bỏ thất thường, sợ như thấy nó bệnh hoạn vậy đó, đâu có dám bỏ nó thất thường đâu. Rồi sau cái khoảng thời gian một năm mà chị cố gắng đều đặn đưa cháu đi lên bệnh viện khám một tháng là từ 2 đến 3 lần như vậy á, thì sau đó là mình có đưa cháu đi khám thêm lần nào nữa không chị? Chị cũng có mượn tiền chắc cỡ 3 tháng đi lên tới khám mình lấy thuốc cho nó uống á. Thấy nó mà thấy nó cũng hơi mệt hoài đó thôi, bà ngoại nó thôi đi mà khám rồi lấy thuốc cho nó uống đi, như 3-4 tháng rồi đi coi số của nó sức khỏe nó làm sao. Rồi nó cũng vậy, ta nói bây giờ cho nó uống thuốc đi thì bác sĩ nó mới đưa thuốc thì uống, mà chị mới đi thôi đi ra ngoài mua. Như vậy là ngay cả bác sĩ cũng không đồng ý chuyện là gia đình mình kéo dài cái khoảng thời gian tái khám cho bé, nhưng mà buộc lòng là mình phải chấp nhận thì giờ không có kinh phí. Mình nghĩ nó giờ không biết sao, giờ hết khả năng rồi thì bên sổ nghèo quá cho vay 3 năm á, đóng lãi 10 triệu tháng đóng 65 ngàn. Thấy vậy thiếu nợ ngoài quá trời rồi, cái em mới chị mới đi vay, chị vay trả bớt, vay 10 triệu trả bớt ở ngoài, còn nhiêu là chi phí cho hai đứa, đứa lớn thì ăn học á với nhỏ này. Dạ. Rồi giờ còn cũng dưới nhà nước 10 triệu đó, với nợ ngoài cũng 60 triệu. Cũng như kêu ổng gắng cố gắng nên mình trả cho người ta chứ giờ đâu có khả năng đâu mà trả. Dạ. Rồi nói nhắc tới cháu lớn nữa, như bây giờ là anh chị cũng lên đây để mà lo cho cháu nhỏ trên bệnh viện vậy, rồi cháu lớn ở nhà làm sao chị? Chị đi bỏ mình lên ở nhà, ăn đi học thì đi về nó ăn uống không biết sao, nó ở nhà nó nấu cơm được, như Tết này nó 16 tuổi rồi. Dạ. Ở nhà kêu cố gắng lo ăn học, cơm nước quần áo đồ giặt, mẹ đi rồi chừng nào em về thì mẹ về vậy đó. Thấy em nghe chị nhắc đến cháu lớn thì em hiểu cái cảm giác làm mẹ làm cha mà bây giờ mà để cho con mình ở nhà con mình ơn à, thì chắc chắn là mình cũng tuổi lắm đúng không chị? Tội nghiệp lắm chị, em đi mà nước mắt em cũng rớt. Nó nói mẹ ơi con ở nhà không biết làm sao, cơm nước em đi bỏ nhà cho nó có 100 ngàn. Không thể lo lắng trọn vẹn cho các con như bao nhiêu gia đình khác là trăn trở lớn nhất của người mẹ này. Bởi ngoài đứa con gái chưa tròn 4 tuổi đang đeo mang bệnh tật, thì con trai lớn của anh chị, cháu Nguyễn Hải Đăng, vẫn còn đang tuổi cấp sách đến trường. Mới học lớp 8, nhưng đã từ nhiều năm qua, Hải Đăng phải tranh thủ sau giờ học kiếm việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Nghề phụ hồ là một trong những công việc mà em đã từng gắn bó. Từng đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc nặng nhọc, mang theo đó biết bao yêu thương, sự hiếu thảo của một đứa con dành cho gia đình.
Các thành viên được quay quần bên nhau trong bữa cơm gia đình là một trong những hình ảnh hiếm hoi mà anh chỉ có được, bởi vì kế mưu sinh mà anh chủ phải thường xuyên xa nhà. Đã từ rất lâu rồi, anh chị vẫn mong ước gia đình rồi sẽ có được những giây phút bình yên như thế này. Nhưng biết làm sao hơn khi căn bệnh của cháu Duyên đang từng ngày trở nặng. Mỗi chuyến đi xa của anh, gia đình lại có thêm niềm hy vọng cho con trẻ có được một trái tim khỏe mạnh như ba người. Bà có thơm mới vô. Dạ, em chào anh. Dạ. Rồi mình làm xong hết thủ tục giấy tờ chưa anh? Dạ, dạ xong rồi con. Em thì em biết là bây giờ anh cũng đang đi làm công cho người ta đúng không anh? Rồi mình thu xếp ở đây với cháu, vậy công việc có ảnh hưởng gì không anh ha? Dạ cũng, người ta cũng ấy, ta cũng thông cảm con. Người ta cũng tạo cho việc mình làm lại. Dạ, nghe vậy cũng mừng. Rồi em biết là công việc của anh á, thì anh đi toàn là đi làm xa không à? Cụ thể là bây giờ là mình đang làm ở đâu hả anh? Dạ, làm ở Tây Ninh á con. Bây giờ là đang làm Tây Ninh? Dạ. Công việc của mình là mình làm công việc gì hả anh? Đi chăn vịt. Ờ, nhưng mình làm đó thì là người ta lo ăn ở hết cho mình đúng không anh? Dạ, lo hết, rồi cơm nước ta lo hết. Rồi mỗi tháng thì là người ta trả công cho mình được bao nhiêu? Dạ, cũng được 2 triệu. Mỗi tháng là được 2 triệu? Dạ. Vậy thì mỗi tháng là anh để dành anh gửi được bao nhiêu cho vợ con? Tháng nào cũng về cũng gửi cho vợ con 2 triệu vậy đó. Vậy là lương bao nhiêu là gửi đủ về bấy nhiêu? Dạ. Còn anh không có tiêu xài gì riêng cho bản thân mình hết? Dạ, cũng như cơm nước người ta lo hết rồi này kia thì cũng không còn thiếu gì nữa thì cũng tiền đó cũng còn gửi về cho vợ con. Anh làm công việc đi chăn vịt rồi đi xa như vậy là được bao nhiêu lâu rồi anh? À, đây cũng năm nay cũng gần cả năm mấy à. Vậy còn những cái năm trước thì mình làm gì hả anh? À, mấy năm trước thì cũng đi mần hồ này kia đồ, người ta mướn gì mần đó đó. Rồi dài sang này cái có người quen rồi lên chảnh, rồi người ta mướn chi dịch đó lên chảnh đi giữ. Dạ, nhưng mà khi mà quyết định đi xa để kiếm tiền nhưng mà lại phải xa vợ xa con như vậy thì mình có phải suy nghĩ nhiều không anh? Là cũng buồn lắm, nhưng mà ở quê nhà thì không có, ít có người mướn, không có sở làm á, rồi mới đi lên trên Tây Ninh làm. Rồi bây giờ anh đi xa, vợ con ở nhà, rồi con thì bệnh tật, vợ phải lo chăm sóc cho con nên là cũng không có xoay sở ra được tiền nữa. Thì cái điều mà anh lo sợ nhất là gì hả anh? Sợ vợ điện thoại lên khi con nó xỉu đó, khi nó bệnh mệt lo lắng không tiền không bạc, mình cũng biết làm sao cho thu xếp về cho kịp. Em hiểu cái cảm giác đó, khi mà mình ở xa, thứ nhất là mình lo lắng ở nhà không biết có chuyện gì hay không, thành ra cứ mỗi lần mà thấy người nhà gọi điện là sợ lắm, không biết là thông báo rồi con tình hình của con như thế nào, tiền bạc thì không có, rồi làm sao thu xếp để chạy về được với con liền nữa, thì đó là cả một cái vấn đề rất là lớn đúng không anh? Như bây giờ là coi như thôi mình cũng ổn định công chuyện, để mà có được cái nguồn thu nhập ổn định để gửi về cho vợ cho con, như vậy là cũng mừng lắm rồi. Cũng buồn lắm, cũng như nằm đêm trằn trọc rồi nằm một đêm suy nghĩ, không biết rồi sao nữa, có tiền hay không, nó lo lắng cho con hay không nữa. Vất vả sớm hôm, anh Vũ không quản ngại khó khăn làm hết công việc này đến công việc khác, chỉ mong có thể duy trì số tiền thuốc thang hơn 1,5 triệu hàng tháng cho con. Đôi vai của người cha, người trụ cột gia đình này lại thêm quằn nặng. Vậy mà chưa một ngày anh ngưng nghỉ làm việc, chưa một ngày anh thôi hy vọng rằng con gái sẽ được khỏe mạnh như bao người. Kể từ ngày con bệnh, chị Mai không thể làm những công việc xa nhà, nên tranh thủ những lúc rảnh, chị nhận cạo thêm hột điều, làm cỏ thuê cho bà con ở gần nhà để có thêm nguồn thu nhập. Gánh nặng áo cơm cứ từng ngày chất chồng bên cạnh nỗi lo bệnh tật. Nhưng có lẽ với anh chị, tất cả mọi khó nhọc đều tan biến mỗi khi nhìn thấy gương mặt hồn nhiên ngây thơ của con trẻ. Và anh chị vẫn luôn tin rằng với tình yêu gia đình, nghị lực vươn lên của các thành viên trước nghịch cảnh sẽ là nguồn động lực tinh thần quý giá giúp gia đình bước qua được chặng đường gian nan. Rồi bây giờ sau khi làm xong thủ tục cho cháu rồi thì chắc là anh cũng đã được nghe bác sĩ giải thích sơ qua về tình hình bệnh của con mình rồi đúng không anh? Thì cái điều mà anh lo lắng nhất bây giờ là gì ha? À, lo nhất là con nó mổ rồi không biết sao, nó còn nhỏ quá đó,
không biết có đủ sức ấy hay không. Nếu mà mổ thì cũng mừng, thấy cũng lo. Ngày hôm nay em cũng có mặt ở đây để chia sẻ với gia đình của mình về những cái khó khăn mà gia đình mình đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Chương trình Trái Tim Nhân Ái sẽ đồng hành cùng với gia đình để làm sao giúp cho cháu Duyên có lại được một quả tim khỏe mạnh. Thì chương trình có liên hệ với bệnh viện và có nhờ bác sĩ Nguyễn Kinh Bang là phó khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, thì lát nữa bác sĩ sẽ đến đây để mà chia sẻ với gia đình rõ hơn về tình hình bệnh của cháu Duyên, để từ đó gia đình mình cũng có thể phần nào yên tâm hơn trước khi cháu bước vào ca mổ. Dạ, chào bác sĩ. Chị. Hôm nay bé nó vô nhập viện để chuẩn bị mổ cho em bé. Thì dạ, tôi là bác sĩ mổ cho em bé ha. Dạ. Dự kiến là thứ năm tuần này sẽ mổ. Dạ, dạ. Và tôi sẽ gặp các anh chị để mà giải thích tình trạng con của anh chị cho anh chị hiểu rõ trước khi mổ. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ một vài cái thông tin liên quan đến bệnh của cháu Duyên có được không ạ? Thì bé Duyên này bị bệnh tim bẩm sinh. Dị tật tim bẩm sinh này là một dị tật khá phức tạp. Từ chuyên môn tôi gọi là tứ chứng Fallot. Thì không biết là chúng ta có thể tiên lượng là cái ca mổ này liệu là sẽ có những cái khó khăn hay là sẽ có những cái thuận lợi như thế nào được không ạ? Bình thường thì những em bé bệnh như vậy á, người ta sẽ mổ để điều trị cho em bé. Thì lứa tuổi mà điều trị tốt nhất là từ 6 tháng đến 1 tuổi. Tuy nhiên em bé này do chị để kéo dài tới bây giờ hơn 3 tuổi thì mới bắt đầu được mổ, thì kết quả cuộc mổ nó sẽ giảm hơn so với mình mổ sớm hơn. Dạ. Và liệu rằng là sau ca mổ có thể sẽ có xảy ra những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Về lâu về dài, một số trường hợp nó có thể gây ra những cái biến chứng sau mổ. Và những cái dị tật mình không mới sửa được hoàn toàn đó, thì nó cũng ảnh hưởng về sau, và đôi khi em bé cần phải can thiệp với mổ lại để tiếp tục sửa chữa các dị tật mà nó có thể nó diễn tiến sau đó. Anh chị ơi, sau khi mà nghe bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh cũng như là những cái tiên lượng trước về cái ca mổ và sau mổ của cháu sẽ như thế nào, thì không biết anh chị có thắc mắc gì mình có thể hỏi thăm bác sĩ để mình cảm thấy yên tâm hơn. Giống như ca mổ này là sao bác sĩ? Mổ tốt mà. Hiện tại bây giờ thì tỷ lệ thành công của ca mổ nói chung là trên 95%. Một số trường hợp khoảng chừng 20-30% trường hợp có thể phải mổ lại. Ở mấy năm bác sĩ? Thường thông thường thì khoảng chừng 5-7 năm, 10 năm sau mới mổ trở lại. Khi mà nghe bác sĩ nói vậy thì chị suy nghĩ sao hả chị? Chị cũng gầu lắm mà không biết sao nói. Giá cho mổ, ca mổ thành công, bác sĩ mà gắng cố gắng lo cho cháu. Có cơ hội đồng hành cùng gia đình cho đến ngày cháu Duyên chính thức bước vào ca phẫu thuật. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được từng cung bậc cảm xúc của anh Vũ và chị Mai. Vừa vui mừng khôn xiết vì tìm được chi phí chữa trị bệnh tình cho con gái, nhưng anh chị cũng nặng lòng vì bao nỗi lo khi con sắp trải qua ca phẫu thuật này khó khăn. Ngoan chưa con gái? Mẹ ăn con rồi. Anh chào bác sĩ ra nhận bệnh đúng không chị? Nến này mẹ tin. Rồi, nến này đúng. Rồi, nến mẹ này con. Nến này con. Sau cánh cửa ấy là cuộc hành trình đầy gian nan mà Kiều Duyên phải vượt qua để có được một trái tim với những nhịp đập bình thường như bao người. Ca mổ thành công rồi nha, nhà yên tâm nha. Dạ, cảm ơn. Có lẽ chưa bao giờ anh chị cảm nhận được niềm hạnh phúc đông đầy đến như vậy khi nhận được tin đứa con gái nhỏ đã vượt qua được ca phẫu thuật thành công. Vậy là sau bao ngày chờ đợi, từ đây con đã có được một cuộc sống bình thường như bao người. Chúc mừng anh chị, ca mổ thành công rồi đó.
Xin giới thiệu với gia đình mình, ngày hôm nay thì có diễn viên Bích Trâm. Sau khi nghe anh Thơ chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình thì Bích Trâm có nhà ý là muốn cùng với anh Thơ đến đây để mà thăm cháu Duyên, vì biết là cháu Duyên cũng đã trải qua một cái ca mổ rất là lớn. Giới thiệu với Trâm, đây là cháu Duyên, có lẽ là vì mới trải qua ca phẫu thuật lớn mà thành ra cho nên là cháu cũng cảm thấy khó chịu trong người á. À, đây là chị Mai, còn đây là anh Vũ, cha mẹ của cháu Duyên á. Dạ, xin chào anh chị. À, hôm nay em nhìn thấy bé Duyên xót ghê, chắc là qua cái ca phẫu thuật cũng làm đau nhiều. Cái lúc mà bé Duyên vô phòng phẫu thuật như vậy thì cái tâm trạng của chị sẽ như thế nào ha? Rồi niệm Phật cho cháu qua cơn nguy kịch, giái cho ca mổ thành công, giái thầm thầm thôi. Chị ơi, rồi hôm bữa sau khi nghe bác sĩ thông báo là ca mổ thành công, sau đó thì cháu Duyên phải nằm trong phòng hồi sức bao lâu hả chị? 5 ngày, vô thăm được 10 phút, rồi ra ngoài thì 5 giờ thăm được 1 tiếng. Ra ngoài á, chị kêu nó dòm giáo nhắc, nó không biết gì chứ. Dạ. Rồi ra đây mới 2 ngày nay, mới 3 ngày nay nó mới tỉnh hồn tỉnh vía. 5 ngày trời ở bên ngoài mà con mình thì cứ mê man ở trong phòng hồi sức mà mình không có thể tự tay chăm sóc con mình được. Em nghĩ đó là một cái giai đoạn cũng khủng khiếp đối với anh chị đúng không? Thì lúc đó là cũng rất là buồn, thấy con mình, con người ta cũng ra hết rồi, thấy con mình thấy nằm ở trong phòng cách ly thì cũng thấy quá buồn đi, mình cũng nôn nóng mà thấy chờ đợi mà không biết sao nữa, để cho con mình mau chóng để ra khỏi ngoài cho mình thăm cho đỡ nhớ nó đi. Rồi ra mới được mấy ngày nay, bé có khó thở hay khó chịu như thế nào như chị? Nó còn đau á, nó vuốt vuốt cái bụng á, ăn ít muỗng rồi. Dạ. Như cháo thì ăn 5 muỗng, cơm cũng vậy, sữa thì mấy ra 2 bữa đầu uống rồi, hôm qua nay không thèm uống. Nhưng mà bữa nay khi mà em nhìn bé, em thấy là có những cái chuyển biến rất là tích cực. Như cái môi của bé là rất là hồng hào, đỏ đúng không chị? Trâm biết lúc trước khi mà chưa mổ là móng tay nè, lòng bàn tay, lòng bàn chân của bé là tím hết. Thấy nó vậy ai cũng mừng, tay nó hồi lên, thấy dầu quá, đang thui à. Bây giờ mổ môi miệng đỏ lại, nó như thăm son. Bây giờ là anh chị có thể là nở một nụ cười trên môi nhẹ nhàng được không? Khi mà thấy con mình đi đứng rồi chơi rồi hồng hào lại một kỳ tích phải không anh chị? Nhưng mà chị có hỏi bác sĩ là tầm khoảng khi nào thì cháu xuất viện không chị? Sáng bác sĩ có nói rồi, nhưng bữa nay có ổn thì mơ cho xuất viện. À dạ, vậy thì mừng quá. Bây giờ thì thấy tình hình sức khỏe của cháu cũng đã dần ổn định rồi. Thì dự định là khi nào anh quay trở lại với công việc anh? Để cho cháu ổn định, nó khỏe khoắn rồi mới đi làm tiếp nữa. Dạ. Cũng tính đi làm ở chỗ cũ đó một thời gian nữa, kiếm một số vốn về gần vợ gần con đỡ nhớ. Vậy là ngày hôm nay Thơ cùng với khách mời đó là diễn viên Bích Trâm cũng đến đây để thăm gia đình mình, đặc biệt là thăm cháu Duyên. Thấy tình hình sức khỏe của cháu Duyên cũng đã tiến triển rất là tốt. Bên cạnh đó thì sức khỏe của cháu cũng đã hồi phục ổn định và cũng sắp sửa được mà xuất viện trở về nhà. Ngày hôm nay chương trình sẽ trao cho gia đình mình những cái phần quà cũng như là những cái sự hỗ trợ thiết thực để giúp gia đình mình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe cho cháu Duyên trong thời gian tới. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là cháu Nguyễn Kiều Duyên cũng đã có được ca phẫu thuật tim thành công với toàn bộ chi phí được hỗ trợ từ Bệnh viện Di động 1 và chương trình Trái tim nhân ái. Và ngày hôm nay để giúp cho gia đình có thêm điều kiện tái khám và thuốc thang cho cháu Duyên trong thời gian tới, đơn vị tài trợ của chương trình là tập đoàn Hoa Sen cùng nhãn hàng tên Hoa Sen và cũng chính là đơn vị đồng hành cùng chương trình Trái tim nhân ái sẽ hỗ trợ gia đình số tiền là 10 triệu đồng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Công Quy, đại diện đơn vị tài trợ sẽ trao cho gia đình số tiền hỗ trợ này. Dạ xin mời ông ạ. Để giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, ông bà Liên Giang Quê và ông John Goodman người tại Minnesota, Hoa Kỳ hỗ trợ thêm cho gia đình số tiền là 8 triệu đồng. Cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và nhà tài trợ và các y bác sĩ phẫu thuật cho con tôi thành công, tôi vô cùng cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, anh Thơ xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, bà con kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài, các đơn vị tài trợ, đặc biệt là đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, đó là tập đoàn Hoa Sen cùng nhãn hàng Tôn Hoa Sen. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Di động 1 cũng đã tận tình giúp cho giáo viên có được ca phẫu thuật thành công. Và chúng tôi rất là hy vọng quý vị khán giả xem đài gần xa sẽ tiếp tục ở bên cạnh để hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là giúp cho gia đình có thêm điều kiện để tiếp tục chạy chữa thuốc thang và tái khám đều đặn cho cháu Duyên trong thời gian tới. Quý vị khán giả có lòng hảo tâm muốn hỗ trợ cho gia đình cháu Duyên, vui lòng liên hệ theo địa chỉ chị Võ Thị Tuyết Mai là mẹ của cháu Nguyễn Kiều Duyên, địa chỉ ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chương trình Trái tim nhân ái đài truyền hình Vĩnh Long, số 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 070 6250 555.
Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chắc cánh ước mơ. Xin cho những và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái.